Cảm ơn quý vị đã không rời máy. Bây giờ chúng tôi tiếp tục. Hai bên, chánh quyền của Trung Cộng cũng như chánh quyền của Hoa Kỳ có thể gặp nhau rồi. Mà bây giờ chúng ta thử xem xét coi. Trong nội bộ đảng Cộng sản có hai cái khuynh hướng. Một khuynh hướng là bảo thủ, nghĩa là phải bảo vệ Cộng sản Bắc Hàn như là một đồng chí. Nhưng mà thưa với quý vị, cũng có khuynh hướng thứ hai. Bây giờ cái hiệp ước mà đồng minh Trung Cộng và Cộng sản Bắc Hàn, thưa với quý vị, bây giờ trở thành tờ giấy lộn rồi. Quý vị thấy Kim Jong Un có bao giờ mà đồng ý nghe Trung Cộng đâu? Không có. Nghe là khi nào được tiếp tế, chứ bình thường thì không. Thành ra hai bên có hai cái khuynh hướng, và một cái khuynh hướng tại làm sao mà không đi với Mỹ để dễ dàng làm ăn, để có lợi. Đó, hai cái khuynh hướng đó. Mà cái khuynh hướng chủ động đó là muốn thân với Mỹ như hồi đó tới giờ, mấy chục năm nay thân với Mỹ, thì cái kinh tế của Trung Cộng và cái khoa học kỹ thuật, kỹ nghệ của Trung Cộng lên dù dù, bây giờ đã trở thành cái đệ nhị siêu cường về kinh tế rồi, Trung Cộng. Nên hai cái khuynh hướng đó, cái khuynh hướng xích lại gần Mỹ trong cái vụ Bắc Hàn mạnh hơn cái khuynh hướng của bảo thủ, tức là bảo vệ Cộng sản Bắc Hàn với bất cứ giá nào. Đó là nên ông Thẩm Chí Hoa là một cái người Trung Quốc chỉ trích Bắc Kinh trừng phạt cái công ty Hàn Quốc. Ông này là theo khuynh hướng xích lại gần với Mỹ, và ông nói rằng cái hội hiệp ước mà Cộng sản Bắc Hàn đồng minh với Trung Cộng bây giờ là một tờ giấy lộn không hơn không kém, thưa anh. Cái vấn đề thường thường nó đặt vấn đề quyền lợi. Ví dụ như cái hồi trước là sau khi mà cái vụ mà Trung Cộng đa cho Việt Nam bài học, thì ông Lê Duẩn đã bay sang Nga để mà ký một hiệp ước bất tương xâm. Nhưng mà cho tới khi Trung Cộng nghĩa là tràn ra đánh Việt Nam năm 1979 thì Nga không có làm gì cả. Bởi vì Nga chẳng dại gì mà lại gây ra một cái chuyện với Trung Cộng để xảy ra những cái chuyện bất lợi. Đến bây giờ thì cái vấn đề Trung Cộng và Bắc Triều Tiên, mặc dù hai bên rất thân thiết, mặc dù Trung Cộng rất là cần Bắc Triều Tiên, nhưng nếu có một trường hợp xảy ra, nếu Mỹ tấn công, thì Trung Cộng cũng khó lòng mà có thể là bằng cách để đưa quân hay là giúp Bắc Hàn để chống lại Mỹ, thì cái điều đó khó. Thành thử ra Bắc Hàn bại trận là một chuyện đương nhiên. Bởi vì chính vì thế mà hai bên phải cần ngồi bàn bạc với nhau. Trong cái vấn đề này thì hai phía Mỹ, về phía Mỹ thì chỉ huy quân đội Mỹ-Trung đã gặp gỡ tại biên giới Mỹ-Trung. Cái này là quan trọng nhất. Vâng. Chuyên gia Matthew Dutschatel, Hội đồng Quan hệ Đối tác Châu Âu, cho biết Trung Cộng đã công khai thừa nhận đang chuẩn bị kế hoạch đối phó khẩn cấp cùng với Mỹ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khép cửa với đàm phán đa phương. Giữa tháng 8 năm 2017 vừa qua, tư lệnh quân đội Mỹ tướng Joseph Dunford đã được chính quyền Trung Quốc mời đến căn cứ quân sự ở Hải Thành, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, trụ sở của lực lượng kiểm soát vùng biên giới Bắc Triều Tiên. Ít có thông tin nào lọt ra về nội dung thực sự của các thảo luận. Tuy nhiên, tướng Dunford tuyên bố với báo chí Mỹ là đã nói chuyện về đồng nhiệm với Trung Quốc về các giải pháp quân sự trong trường hợp áp lực ngoại giao và kinh tế thất bại. Thưa quý vị, trong cái cuộc mà gặp gỡ giữa hai cái người mà cầm đầu quân đội của Hoa Kỳ và của Trung Quốc đó, thì có một thỏa thuận đầu tiên được ký kết nhằm tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động trên thực địa giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Michael Kovrig, phụ trách mảng Đông Bắc của Viện Tư vấn International Crisis Group,
có trụ sở tại Bỉ khẳng định chuyến công du nói trên rất có ý nghĩa, bởi đây là bước đầu tiên cho phép tránh được các sai lầm trong tính toán trong trường hợp mà khủng hoảng bùng phát, tức là cái chuyện có thể chiến tranh giữa Cộng sản Bắc Hàn và Mỹ. Mỹ, thưa quý vị, Mỹ Trung như vậy là đã bàn bạc rồi, tự nhiên là chúng ta không thể hết biết hết được, bởi vì cái chuyện tối mật không thể biết hết được cái nội dung của cuộc họp của hai bên, phía quân đội và phía hành chánh, phía đảng, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta có thể biết báo Le Monde đánh giá hai bên họ đã đang bàn rậm rật, tức là bàn nghĩa là nhiều, có tiến độ về cái việc mà hậu sự cho Cộng sản Bắc Hàn, tức là hai bên Trung Cộng cũng như Mỹ coi cái việc mà Cộng sản Bắc Hàn qua đời, nghĩa là tiêu diêu, là một cái chắc rồi, nên họ lo cái chuyện phải chôn cất Cộng sản Bắc Hàn như thế nào. Đó là cái điều anh em chúng tôi tạm kết luận. Thưa anh. Vâng. Cái vấn đề đã gần đây thì vấn đề nói về vấn đề giữa Cộng sản Bắc Hàn thì chính quyền mới của Mỹ, của Tổng thống Donald Trump, thì chúng ta thấy rằng khi ông đã quyết định là làm sao là phải cho Bắc Hàn không có nguyên tử nữa, là giải trừ vũ khí nguyên tử. Và trong khi đó thì Cộng sản Bắc Hàn một đôi lần hình như đã chống cự lại với Trung Quốc. Trung Quốc nói không nghe. Vì vậy mà Trung Quốc buộc lòng phải có những thái độ dứt khoát. Bởi vì bao nhiêu lần bao che rồi, nhưng mà khi bao che rồi thì Cộng sản Bắc Hàn cứ tự nhiên chống lại Trung Quốc bằng một cách, thứ nhất là mỗi một khi có cái gì cái thời sự mà quan trọng thì lại bắn hỏa tiễn để làm cho thế giới cũng như các hội đồng bảo an cảm thấy bực bội. Bao nhiêu những cái gọi là những nghị quyết ra thì Trung Cộng đều đỡ, nhưng mà cuối cùng đỡ một đến phần nào thôi. Cho nên kỳ vừa rồi Trung Cộng đã biểu quyết thông qua phần lớn và nhanh chóng công bố thi hành nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Cộng sản Bắc Hàn sau một loạt thử vũ khí nguyên tử, ngưng xuất sang Bắc Triều Tiên một số sản xuất sản phẩm dầu khí, ngưng nhập cảng hàng dệt may, ngưng mướn lao động xuất khẩu của Bắc Hàn, ngân hàng Trung Quốc ngưng giao dịch với khách hàng từ Bắc Triều Tiên. Đó là thái độ quyết liệt của Trung Cộng mới đây. Đàm phán 6 bên với Cộng sản Bắc Hàn không hiệu quả. Suốt 8 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, Mỹ đã o bế Trung Cộng cố gắng họp 6 bên. Áp lực của Cộng sản Bắc Hàn bù lại viện trợ nhân đạo cho Cộng sản Bắc Hàn, tốn không ít tiền thuế của người dân Mỹ. Nhưng Tổng thống Obama chỉ làm cho chí phèo Cộng sản Bắc Hàn thêm cơ hội làm nư dùng vũ khí nguyên tử, chửi đồng Mỹ để vòi vĩnh Mỹ viện trợ nhân đạo, thuốc men, lương thực, nhiên liệu trao đổi cho nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Hàn. Cộng sản Bắc Hàn chỉ phân phối cho dân một chút ít và phần lớn dùng để nuôi quân, là cánh tay bảo vệ một chế độ Cộng sản Bắc Hàn tàn bạo khép kín nhất hành tinh. Cho nên kỳ vừa rồi Mỹ cũng hết kiên nhẫn, và đồng thời Tổng thống Donald Trump đã đọc một bài diễn văn tại ngày 19 tháng 9 trước Hội đồng Liên Hợp Quốc. Bác cho ý kiến về là Tổng thống Trump đã nói gì trong cái phát biểu này? Tôi thì tôi không nhớ chính xác, nhưng mà Tổng thống Trump có thể nói đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, ông tuyên bố sẽ hủy diệt Cộng sản Bắc Hàn. Rõ rệt vậy, nên nhiều người nghĩa là phê bình chỉ trích ông đủ thứ chuyện trên đời hết. Ông, tại vì ông cho rằng không có đàm phán gì được với Cộng sản Bắc Hàn hết. Nên ông có nói với ông Tillerson đó, vì ông Tillerson là muốn nhờ Trung Cộng để ảnh hưởng, để đàm phán với Cộng sản Bắc Hàn. Mà Tổng thống nói như vậy là kể như chấm dứt, không có chuyện mà đàm phán, đàm phơ gì nữa hết. Bởi vì như anh đã nói đó, thời kỳ Tổng thống Obama đó, đàm phán nào là ba bên rồi sáu bên, mà chung quy lợi là có lợi cho Cộng sản Bắc Hàn không?
Thứ hai, nếu bây giờ đàm phán đó, thưa quý vị, đàm phán thì có lợi cho Cộng sản Bắc Hàn, họ dùng cái thời gian kéo dài đó để chi? Để kiện toàn những cái trái bom nguyên tử là những cái quả tiễn có thể bắn tới cho một số thành phố Hoa Kỳ và Nhật. Như vậy đó, ông Trump ông biết. Nếu mà bây giờ, nếu kéo dài nhì nhằng như vậy đó, thì Cộng sản Bắc Hàn nếu mà họ kiện toàn được chỉ cần một trái bom bắn vào nước Mỹ, hay là, thưa quý vị, một số người chết đó, thì cái đời của Tổng thống Donald Trump đó chắc có đời, cái đời chánh trị ông chắc cũng chấm dứt rồi. Bởi vì một cái nhiệm vụ chánh của Tổng thống là bảo quốc và an dân. Thành ra ông nói không, nhưng mà Trung Cộng cũng thấy cái quyết tâm của Hoa Kỳ, nên thưa với quý vị nên mới bàn là cái hậu sự cho Trung Cộng, cho Cộng sản Bắc Hàn như thế nào. Đó là cái điều mà anh em chúng tôi thấy cái như thế đó. Còn để tìm một cái lý do nào để tấn công Cộng sản Bắc Hàn, thưa quý vị, cái đó quá dễ đối với Hoa Kỳ. Quý vị nhớ thời chiến tranh Việt Nam muốn đổ quân qua cho nhiều, thì cái vụ mà chiếc tàu Maddox bị tấn công đó, như chúng ta biết, Tổng thống Hoa Kỳ được quyền tuyên chiến, không cần tuyên chiến mà tấn công khi bất cứ cái phương tiện nào của Hoa Kỳ mà bị phương quân địch tấn công. Thì Maddox sau này hồ sơ mật giải tỏa đó thì chưa chắc gì bị tấn công hay là mà bị tổ chức tấn công, thưa quý vị. Thì bây giờ Cộng sản Bắc Hàn cũng vậy, đâu có khó gì. Hoa Kỳ bây giờ bao vây ngoài biển đầy hết rồi, và ở phía Nam thì cũng có một cả quân đoàn, hơn một quân đoàn, thì chỉ một vài chiếc máy bay, chỉ một vài chiếc máy bay của Cộng sản Bắc Hàn bay qua thì, hay là tấn công một cái chỗ nào đó, thưa quý vị, thì Hoa Kỳ có chánh nghĩa để mà khai chiến. Và khi khai chiến đó, thì Hoa Kỳ chắc chắn có thể cũng dùng máy bay. Nên anh nhớ có cái tin đó, là Hoa Kỳ cho hai cái chiếc máy bay mà gọi là tân tiến nhất, siêu thanh và tàng hình, bay sát cái biên giới của Cộng sản Bắc Hàn để làm chi? Để anh quân đội biết mà, để chắc thám sát tình hình, phải không anh? Được. Rồi để thử coi nếu mà họ tấn công thì cái khả năng của Cộng sản Bắc Hàn tấn công như thế nào, và thám sát địa hình. Đó là cái điều chúng ta thấy mai à. Chứ nếu mà có cái người quân đội nào bên Cộng sản Bắc Hàn đó mà bắn chiếc máy bay đó, không cần trúng, chỉ có bắn chiếc máy bay đó, thưa là một cái chuyện lớn xảy ra, cái chiến tranh xảy ra. Và tới bây giờ chắc có lẽ là Cộng sản Bắc Hàn cũng mệt mỏi lắm, hay là đã đi vào dĩ vãng rồi, không chừng, thưa anh. Vâng, cái vấn đề mà Tổng thống Trump nói mạnh ở trong vấn đề cái bài diễn văn tại Liên Hợp Quốc thì đúng là đó là một lời cảnh cáo nghiêm khắc, chứ không phải là một chỉ nói đùa. Vì vậy mà ông đã đe dọa hủy diệt hoàn toàn chế độ Cộng sản Bắc Hàn nếu còn tiếp tục đe dọa các nước bằng hỏa tiễn và nguyên tử. Tiếng nói ngoại giao chỉ mạnh khi có hậu thuẫn về quân sự mạnh. Hậu phương nước nhà Mỹ, Thượng viện Mỹ gần đây đã thông qua một dự thảo ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD, cao hơn 5% so với ngân sách 2017. Để mua thêm máy bay chiến đấu F-35, tàu và xe tăng M1 Abrams mới, tăng mức lương quân nhân cho lên đến 2.1%, dành 8,5 tỷ USD để tăng cường phòng thủ hỏa tiễn, nhiều hơn 630 triệu. So với yêu cầu của Tổng thống Trump, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do các vụ thử nghiệm thiết bị hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, dành 60 tỷ USD tài trợ cho chiến tranh, cho các hoạt động hải ngoại và tăng số binh sĩ nhập ngũ lên 7.000. Đó là một con
muốn hòa bình phải sửa soạn chiến tranh, phải không bạn? Như vậy trong vừa rồi đó thì hình như có một tướng Shin Won-sin, 3 sao chiến lược gia hàng đầu Hàn Quốc, về hưu năm 2015, mới đây đã trả lời báo New York Times của Mỹ rằng đương kim Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thông báo kế hoạch thành lập một nữ đoàn đặc nhiệm 3.000 để ám sát Kim Jong-un. Vì bác nghĩ thế nào về vấn đề này, và hình như CIA cũng có một cái kế tôi hoạch. Tôi nghĩ là 3.000 người mà cũng như là biệt kích của Việt Nam chúng ta nghe nhảy ngoài Bắc hồi đó ra, vâng, thì cũng mệt lắm hả anh à? Vâng. Tại vì vậy nè, những cái người đó là những cái người chuyên môn, họ tấn công mà không có ai dè hết. Và cái mà tôi cũng càng sợ thêm cho cái sinh mạng của Cộng sản Bắc Hàn nữa đó, số đó là của Nam Hàn đưa tới, và chắc chắn là có Hoa Kỳ để tiếp cái phương tiện, thí dụ dùng máy bay tàn hình hay là này kia đưa ra. Và cái quan trọng, cái nỗi sợ không rời mà Kim Jong-un cũng đương lo đó là số tướng tá quân đội của chính Cộng sản Bắc Hàn có thể lật đổ ông. Tại sao? Thưa quý vị, tôi nhớ ông giết tướng như giết con chó, phải nói thẳng vậy. Thưa quý vị, có một ông tướng đó già rồi, mệt mỏi, đi đâu phải cầm cuốn sổ theo, mà ngồi nghe ông nói giờ này qua giờ khác. Ông Kim Jong-un nói giờ này qua giờ khác. Ông đó bữa đó bị ông già rồi, ông ngủ gục, đem ra bắn liền, tử hình. Thưa quý vị, hỏi một cái người mà không biết gì về quân sự, với ông này nhỏ mới lớn lên mà, Kim Jong-un, mà quý vị tướng tá, thưa chú, mà ông xử sự như là những cái người có thể nói là tôi không biết dùng cái chữ gì cho nó. Ông khinh hết tưởng tượng, ngủ gục một chút, nói dài, nói dai, nói dở, người ta ngủ gục, mà có cái gì đâu mà phải bắn người ta, giết người ta. Thì thưa quý vị, trong quân đội họ có tình đồng đội phải không anh, chứ đâu phải không? Nên chính những người tướng tá đó cũng có những người em út họ trung thành, họ cảm tử, họ tìm cách, họ giết ớt. Mà cái số mà kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy, như ai đọc qua cái lịch sử La Mã đó, những cái người ác ôn, những cái hoàng đế ác ôn của La Mã, thưa quý vị, là bị ám sát ngay tại ngai vàng, ngay đương, hay là trong những cái cuộc tiệc mà do tổ chức ở trong nội ô của thành phố rồi. Thành ra cái nỗi sợ không phải đối với Mỹ không, mà cái nỗi sợ đối với quân đội của Cộng sản Bắc Hàn và dân chúng Bắc Hàn nữa. Đó là những cái sự kiện, những cái sự kiện mà anh em chúng tôi cố gắng thu gom được để trình cùng quý vị. Và cái việc mà Cộng sản Bắc Hàn bị tấn công tiêu diệt, tôi với quý vị, chừng nào, lúc nào thì cái chuyện đó anh em chúng tôi không dám nói, bởi vì phải là những cái người như Tổng thống Trump hay là ông Tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ thì qua mai biết. Nhưng mà đó là một cái sự kiện đáng cho chúng ta theo dõi, bởi vì ác lai thì ác báo, mình làm ác thì mình sẽ gặp ác, cái đó là chắc 100%. Xin cảm ơn quý vị.